và một con Stalker và một con Zealot hiện tại đang tiến đến bên base của Vega Rainbow, nhưng mà ở nhà anh ấy với 5 con Marine chẳng có nhiều khả năng anh có thể đỡ được phát harass này của dưới phạm. Vâng, với một con Zealot và một con Stalker thì mà đánh với 6 con Marine thì hoàn toàn vâng, và con Zealot lên trước, à con Stalker lên trước là một điều sai lầm các bạn. Vâng, Michael rất là khéo léo, con Zealot đầu tiên đã chết. Một con Zealot đổi lại với một con Marine là đổi khá là thiệt. Vâng, chúng ta thấy rằng Vega Rainbow có build hoàn toàn giống, ăn 2 ga và xây xong 2 Rex, anh sẽ xây 2 Tech Lab ngay bây giờ. Và anh sẽ nâng cấp Steam và cũng lên Medivac như trong trận đấu lúc nãy. Trong khi phía bên này, Jay Phạm thì anh ấy cũng đã xây thêm được 3 gate sau khi anh expand và anh ăn nhà ga thứ hai. Nhiều khả năng anh sẽ... Vâng, và con Stalker này liệu có chết hay không? Stalker đi nhanh hơn nhưng mà... Vâng, tuy nhiên là sẽ đã đi không đúng đường và đã bị tiêu diệt. Chúng ta có thể thấy là mechanic của Jay Phạm khá là có vấn đề. Khi anh ở ngay đầu trận đấu mà anh hiện tại đang thừa 400 tiền và hai trận gần 300 ga. Trong khi đó là nếu chúng ta nhìn ở income tab thì anh mặc dù anh là Protoss mà hiện tại số lượng harvester của anh không hề vượt qua Terran. Nếu bạn dùng Chronobot push một cách chính xác lên probe của mình thì hiện tại bạn ít nhất phải có khoảng 32 con probe. Thế là cũng có ship shell cho quân Terran được một lúc sau, anh cũng đang xây nhà Starport và xây reactor trên factory của mình. Và với như thế này thì anh sẽ có xe đẩy được 2 medivac ra cùng một lúc, trong khi phía bên Jay Phạm thì anh vẫn chưa có dấu hiệu gì protect cả. Vâng, anh đã vừa đặt nhà robotic facility của mình xuống. Vâng, và hiện tại thì số lượng quân của Jay Phạm cũng là khá ít. Tôi không biết là anh ấy liệu có đỡ được cú timing 2 medivac stream hay không. Vâng, trong lúc đấy Vega Rainbow thì cũng đã xây nhà engineering bay của mình. Đây là một cái build khá standard mà chúng ta cũng đã thấy được rằng là Vega Rainbow đã sử dụng trong trận đấu đầu tiên. Và anh rất cẩn thận, anh xây ngay một cái turret ở trước cửa để ngăn chặn bất kỳ sự dò la thám thính nào của con Observer hay là ngăn chặn việc có DT. Vâng, và Jay Phạm thì hiện tại vẫn đang tập trung để probe là chính. Hiện tại anh thừa khá nhiều energy ở trên cả hai Nexus. Không biết anh liệu có sử dụng nó vào mục đích gì không. Tuy nhiên là về việc supply thì hiện tại Protoss và Terran cũng khá bằng nhau. Vâng, về mặt vision thì chúng ta thấy rằng Vega Rainbow vẫn hoàn toàn không biết rằng là phía bên Jay Phạm đang xây cái gì, đang định tech lên cái gì, nhưng mà hiện tại anh đang có hai con medivac chở đầy quân đang tiến lại phía main base của Jay Phạm, và cũng như lúc nãy có một số ít Marine và Marauder sẽ poke ở trước cửa. Vâng, tôi nghĩ là anh ấy sẽ cố gắng anh sẽ drop ngay bây giờ, và Jay Phạm có vẻ như mất cái timing lúc 10 phút của Terra, và cái timing drop sớm nhất thường đến đối với cái build như thế này, và đã không có gì defend ở trên main base của mình. Vâng, Jay Phạm vẫn chưa có dấu hiệu gì phản ứng lại việc drop này hết. Anh chỉ cho 4 con Stalker lên. Vâng, 4 con Stalker lên sẽ là quả biếu cho Terra nha các bạn. Mà phải mang rất nhiều Marine lên. Vâng, ở trong trước cửa thì anh Vega Rainbow đã poke vào, nhưng mà số lượng quân còn lại ở đây của Jay Phạm có rất là nhiều. Jay Phạm chỉ tech mang một nửa số lượng quân thì lên thôi, và với việc có Steam như thế này thì có lẽ là từng ngày quân sẽ không đủ, anh sẽ tha hồ mặc cai với sự có mặt của Marauder ở đây. Vâng, và tiếp tục những đợt damage của Bio. Vâng, tuy nhiên là để đánh một việc từng ngày quân của Protoss thì bạn cũng sẽ mất khá nhiều. Vâng, và chúng ta thấy được rằng là Vega Rainbow cũng đã phát hiện ra bên này đã lên Colo, và ngay khi con Colo xuất hiện thì anh đã nhắc hết quân của mình lên và không chịu mất thêm gì hết. Anh bây giờ anh cũng vẫn đang có dư lượng quân đi đến rất là đông trên trước cửa của nhà của Jay Phạm. Vâng, tôi nghĩ là chỉ một đợt timing, một đợt stream lên cái vỏ 2 của Jay Phạm nữa thôi thì Jay Phạm sẽ rất là khó có cơ hội có thể đỡ được.
Hiện tại thì anh vẫn đang phải ở trong main base của mình để defend drop. Hiện tại phía trước của anh chỉ có 5 unit mà thôi. Vâng, một fast scan đã nhìn thấy hết tất cả các unit có trên này. Và vâng, và cho thấy là Rainbow đã spread con ra rất là đẹp. Vâng, và con Koro này sẽ bị, có liệu có bị target hay không? Vâng, vẫn chưa bị target nhưng mà nó vẫn đang lẻ loi một tí. Vâng, đã bị target nào. Tôi nghĩ là dây phạm sẽ phải GC trong một dây lát thế thôi. Và chúng ta sẽ thấy rằng là con của Vicarimbo chỉ có một nửa số lượng con của anh ghê đây thôi, nhưng anh đã ghê ra được đám rất là đáng kể. Và bây giờ thì bạn chỉ một bay hoàn toàn tách thì anh không có gì, anh cố gắng níu kéo những giây phút cuối cùng bằng cách grab ra một số lượng con, nhưng mà có lẽ là số lượng con đấy sẽ vẫn sẽ không đủ. Vâng, thực ra thì cũng có lẽ may ra thì đủ để defend được lượng quân này, nhưng là nó chưa được. Và Rainbow hoàn toàn có thể hy sinh tất cả đường quân này cũng được. Và anh hoàn toàn có thể hốc nó vào đây lên. Vâng, chúng ta thấy là Vicarimbo vừa có một cái bước đi rất là đẹp. Anh ấy chạy xuống dưới ram và anh đã cố gắng tạo cho mình một cái con kép, một cái vòng cung tốt hơn, để khi mà con dây phạm đi xuống dưới này thì đi xuống dưới hẹp và mình bắn ra từ nhiều phía khác nhau thì sẽ chiếm được lợi thế. Đây là một có thể gọi là một cái pha xử lý rất là dày dặn kinh nghiệm của anh. Ở nhà thì anh vừa đã xây xong command center thứ ba của mình và anh đang 3 mỏ so với 1 base. Và một đoàn quân rất hùng mạnh đang tiến lên để tiếp ứng cho đường Marine Marauder này. Và với đoàn quân này tôi không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào cho dây phạm có thể đỡ được. Tôi nghĩ là gần như trong 100% anh sẽ phải GC ngay được, ngay khi mà anh nhìn thấy đạo quân này. Vâng, Rainbow vừa có một pha miss micro khi anh Steam và không làm gì nào. Vâng, và bây giờ Steam của anh đã hết nhưng mà có lẽ sẽ không có vấn đề gì hết. Steam lại một lần nữa và không có vấn đề gì cả, vì lượng quân của anh hiện tại là quá đông so với quân đội của Rainbow.